Xin chào quý vị và các bạn, tôi là người dẫn chương trình ảo của báo Tuổi Trẻ. Rất hân hạnh được gặp các bạn trong chuyên mục Robot hỏi đáp về dịch Covid-19. Sau đây là những thắc mắc bạn đọc gửi về và đã được Tuổi Trẻ chuyển đến các cơ quan chức năng để có câu trả lời. Bạn đọc hỏi: sắp đến ngày 15 tháng 8 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết thúc đợt 2 giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Sau ngày 15 tháng 8, thành phố sẽ tiếp tục chống dịch ra sao? Xin được trả lời, theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 5 tháng 8 đến nay, trung bình mỗi ngày thành phố phát sinh trên 3.000 ca mắc mới, chủ yếu ở các khu phong tỏa. Hiện đã điều trị khỏi gần 63.000 người, đang điều trị hơn 32.000 người, có 1.500 bệnh nhân nặng. Tình hình dịch bệnh của thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm đang đi ngang trong bản đồ Covid-19, có dấu hiệu giảm nhưng không bền vững. Số ca tử vong và số ca mắc mới mỗi ngày còn cao và có thể sau ngày 15 tháng 8, số ca phát sinh mỗi ngày vẫn ở mức trên 3.000 ca. Thành phố đang tập trung nâng cao kết quả điều trị, giảm số ca tử vong tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Muốn làm được điều đó, thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch, trong đó phân ra hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến ngày 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Thành phố sẽ cố gắng sàng lọc, đánh giá địa bàn để xác định các vùng xanh vùng đỏ, từ đó áp dụng các biện pháp giãn cách cho phù hợp. Trọng tâm trong 30 ngày tới là chiến lược điều trị giảm tử vong với hai trụ cột chính là chăm sóc F0 tại nhà, cộng đồng và điều trị tại bệnh viện. Chiến lược chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng bao gồm nắm chặt danh sách F0, kết nối với đội chăm sóc tư vấn sức khỏe online. F0 tại nhà có túi thuốc do Bộ Y tế chỉ định triển khai, phản ứng nhanh của y tế cơ sở khi có triệu chứng chuyển nặng. Hệ thống hóa ứng dụng công nghệ kết nối F0 tại nhà với các tầng điều trị. Nếu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thì sẽ quản lý được 80-90% F0. Chiến lược thứ hai là điều trị tại bệnh viện các cấp từ tầng 2 đến tầng 5. Điểm mấu chốt vẫn là oxy. Thành phố rà soát lại oxy, trang bị đầy đủ để người dân có thể tiếp cận sơ cấp cứu sớm. Bạn đọc hỏi, khi kéo dài thực hiện chỉ thị 16, người dân sẽ được hỗ trợ ra sao? Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi trả lời, khi thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thực hiện chỉ thị 16, thành phố sẽ chú trọng chăm lo cho bà con đầy đủ hơn. Thành phố có thể sẵn sàng có gói an sinh xã hội thứ 3, kể cả thứ 4. Trong ngày 15 tháng 8, sẽ cho ra mắt trung tâm với các hoạt động đảm bảo an sinh cho người dân, không chỉ cung ứng lương thực thực phẩm mà sẽ nghiên cứu các mặt hàng nhu thiết yếu khác cho bà con, như hàng hóa cần thiết cho trẻ em, người già. Về vấn đề lưu thông, cung ứng hàng hóa, ông Mãi cho rằng thời gian qua có tình trạng tăng giá các mặt hàng khan hiếm hay tăng giá dịch vụ mai táng. Các cơ quan nhà nước sẽ tích cực kiểm tra, xử lý các trường hợp này. Về kế hoạch sản xuất, thành phố ưu tiên hoạt động sản xuất hàng hóa như thiết yếu và nếu tình hình chuyển biến tốt hơn thì sẽ mở cửa lại hoạt động kinh tế ở những lĩnh vực phù hợp, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trên đây là những câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm và đã được Tuổi Trẻ giải đáp trong chuyên mục hỏi đáp về dịch Covid-19. Bạn đọc có thể tiếp tục đặt câu hỏi dưới các bài viết trên báo Tuổi Trẻ để được chuyển đến các cơ quan có chức năng trả lời. Chuyên mục sẽ được phát sóng hàng ngày. Mời các bạn đón theo dõi.